Quay trở lại với phần tin buổi tối là một bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ cho biết những người nhập cư bất hợp pháp đã bị Hoa Kỳ trục xuất về lại Brazil. Một nhóm di dân lậu gốc Brazil vào hôm thứ Bảy 25 tháng 1 đã đặt chân trở về thành phố Belo Horizonte sau khi bị Hoa Kỳ trục xuất khỏi thành phố El Paso thuộc tiểu bang Texas. Đây là đợt trục xuất thứ nhì mà Washington tiến hành kể từ tháng 10 năm ngoái, trong khuôn khổ của các chính sách quay lưng lại với người nhập cư của Tổng thống Donald Trump. Trước đây, Brazil từng từ chối nhập cư lại đoàn lữ hành di dân lậu, tuy nhiên sau đó lại thay đổi ý định vì muốn kết thân với ông Trump. Số người Brazil bị lực lượng tuần tra biên giới Hoa Kỳ bắt giữ trên đường biên giới giáp ranh với Mỹ Tây Cơ đã gia tăng lên mức là 17.900 người trong năm tài khóa 2019, cao hơn vài lần so với cùng kỳ năm 2018. Không chỉ muốn đưa người nhập cư sang Mỹ Tây Cơ chờ giải quyết giấy tờ di trú, Hoa Kỳ còn muốn áp dụng chính sách này tại các quốc gia khác trong khu vực châu Mỹ Latin. Thưa quý vị, trong khi đó thì Hoa Kỳ cho biết đã có đến 34 binh sĩ đã bị chấn thương não bộ sau khi màn không kích của Iran diễn ra. Nguồn giáp đài vào ngày thứ Sáu 24 tháng 1 đã công bố báo cáo cho biết có 34 thành viên quân sự Hoa Kỳ đã được chẩn đoán là bị chấn thương não bộ sau màn không kích bằng hỏa tiễn của Iran xuống căn cứ của Iraq vào hồi đầu tháng. Con số này thậm chí còn cao hơn số liệu trước đây. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng các giới chức cấp cao trong chính phủ ban đầu nói rằng không có ai bị thương vong trong màn không kích. Tuy nhiên vào tuần trước, quân đội loan báo có đến 11 người phải vào bệnh viện để trị vết thương sau vụ tấn công vào căn cứ không quân Al-Asad của mạng Tây Iraq. 8 người trong số các binh sĩ đã được đưa ra Đức kiểm tra sức khỏe và sau đó về lại Hoa Kỳ để điều trị trong bệnh viện quân y Waterbury. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng các binh sĩ bị ảnh hưởng đều có cùng triệu chứng như là nhức đầu, chóng mặt, sợ ánh sáng và buồn nôn. Trong khi đó, thì Tổng thống Donald Trump đã ra mắt logo cho đơn vị quân sự Space Force. Nhà lãnh đạo Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump vào ngày thứ Sáu 24 tháng 1 đã chính thức ra mắt logo đại diện cho đơn vị không quân Space Force. Trong bối cảnh đây là chi nhánh mới nhất của quân đội Hoa Kỳ được thành lập trong vòng 60 năm qua. Thông tin này đã được ông Trump công bố trên tài khoản xã hội Twitter gần một năm sau khi thành lập nên Space Force nhằm mục đích củng cố tầm ảnh hưởng quân sự của Hoa Kỳ ngoài không gian, cũng như trên không lẫn mặt đất. Chi tiết do Ngũ Giác Đài công bố trước đây cho thấy, lực lượng Space Force sẽ có khả năng khoảng 15.000 nhân viên. Đây sẽ là một phần của việc tái tổ chức các cơ quan quân sự và tình báo của chính phủ. Lực lượng không gian Space Force sẽ nằm dưới sự quản lý của Bộ Không quân Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Hoa Kỳ đã bị Anh Quốc là chỉ trích rằng đã bao che cho vợ của nhân viên ngoại giao. Bộ trưởng Thương mại Anh Quốc Andrea Leeson vào ngày thứ Sáu 24 tháng 1 đã lên tiếng chỉ trích Hoa Kỳ sau khi Washington từ chối giao vợ của nhân viên ngoại giao từng gây tai nạn giao thông ở thủ đô London, khiến cho một thiếu niên 19 tuổi có tên là Harry Dent bị thiệt mạng vào tháng 8 năm 2019. Sau khi gây tai nạn, bà Anne Scholas đã rời khỏi Anh Quốc để trở về quê nhà. Kết quả điều tra cho thấy, xe của bà này đã tông vào xe đạp của Harry Dent. Văn phòng công tố viên nước Anh đã yêu cầu Washington dẫn độ bà này sang London để xét xử. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, nhân vật này đang được hưởng quyền miễn trừ với tư cách là ngoại giao. Gia đình của nạn nhân nói rằng chiếc xe hơi do bà Sakolas cầm lái vào lúc 7 giờ đang đi ngược chiều gần một căn cứ không quân mà Hoa Kỳ đang sử dụng. Những đôi co xoay quanh việc dẫn độ bà này đang khiến cho Thủ tướng Anh Boris Johnson lên án chính phủ của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Chuyển sang bản tin có liên quan đến đời sống cho biết, đã có nhiều hóa chất độc hại được tìm thấy trong nguồn nước tại các thành phố của Hoa Kỳ. Một bản báo cáo mới đây cho thấy là nguồn nước uống tại Hoa Kỳ đang chất chứa hàng chục loại hóa chất nguy hiểm. Điều này đồng nghĩa với việc hàng triệu người dân sinh sống trên toàn quốc đang sử dụng nước không an toàn. Các nhà nghiên cứu cho biết, loại hóa chất được gọi là PFAS đã được tìm thấy trong nhiều mẫu nước trên toàn cõi quốc gia như Miami, Philadelphia, New Orleans và New York City. Chất này thường được sử dụng để sản xuất bao bì thực phẩm,
vải và chảo không dính. Tuy nhiên, khi ăn chúng có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh mối liên kết giữa hóa chất với bệnh cholesterol cao, béo phì và thậm chí là bệnh ung thư. Theo nghiên cứu khác cho thấy, hóa chất này có thể làm suy yếu hệ miễn dịch ở trẻ em cũng như giảm tác dụng của vaccine phòng bệnh. Chỉ có nguồn nước ở thành phố Meridian thuộc tiểu bang Mississippi là không chứa hóa chất PFAS do được lấy từ một giếng nước ở độ sâu 700 feet dưới lòng đất. Trước đây, các nhà sản xuất đã loại bỏ 2 trong số những hóa chất này trong các sản phẩm. Song những mẫu nước chứa hàm lượng PFSA cao nhất đã được phát hiện gần những khu công nghiệp, các căn cứ quân sự và những nhà máy nước thải của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, phương pháp sử dụng thuốc buprenorphine để chữa chứng nghiện opioid đang trên đà gia tăng tại Hoa Kỳ. Trung bình vào mỗi ngày, có hơn 130 người tại Hoa Kỳ qua đời vì sốc thuốc gây nghiện opioid. Con số này đã được cơ quan National Institute of Drug Abuse phát hành vào ngày thứ Sáu 24 tháng 1. Điều này đồng nghĩa với việc phương pháp sử dụng thuốc buprenorphine để chữa chứng nghiện opioid đang vô cùng phổ biến hiện nay. Đây là một trong ba loại thuốc được cơ quan FDA chấp thuận nhằm mục đích giúp cho những người bị nghiện giữ lại mạng sống của mình. Số lượng thuốc buprenorphine được sử dụng trong khoảng thời gian từ năm 2009 cho đến 2018 đã gia tăng lên gấp đôi. Thể theo Hiệp hội Y khoa American Medical Association, đặc biệt là trong độ tuổi từ 15 cho đến 80. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin buổi tối của Đài truyền hình Việt TV và Radio. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Việt Nam và giải trí sau một vài thông tin thương mại.